Đấu phá thương khung phần 4 tập 38. Tiêu Viêm cười híp mắt nhìn gò má hồng nhuận của Nhã Phi, phong tình mê người. Thật sự là làm cho người ta động tâm, khó trách lúc đầu Thái Ô Thản Thánh vì để nhìn thấy dung nhan của Nhã Phi. Có bị đánh tét đầu cũng nhiều người chạy đến. Phụ thân lúc trước giống như là cũng có chút triệu chứng, trâu già gặm cỏ non. Ấy cũng không phải là hành vi tốt đẹp gì, bàn tay chậm rãi chà sát cằm. Trong lòng Tiêu Viêm đột nhiên quái đản thầm nghĩ. Lạp Lan Yên Nhiên đứng ở một bên, nhìn hai người liếc mắt đưa tình. Trên gương mặt tinh xảo có chút không tự nhiên, nàng vốn tưởng rằng Tiêu Viêm là tính cách lạnh lùng, nhưng hôm nay nhìn hắn cùng với Nhã Phi đàm tiếu ôn hòa, hoàn toàn không có lạnh lùng như là đối với chính mình. Nhàm kêu tiên sinh, Nhã Phi tiểu thư, các người nói chuyện đi, ta đi vào trước, xin lỗi. Đối với hai người hạ thấp người, Lạp Lan Yên Nhiên xoay người hướng vào trong đại sảnh, lưu lại hai người một bóng lưng động lòng người. Nhìn bóng lưng Lạp Lan Yên Nhiên rời đi, Tiêu Viêm không có chút ý tứ giữ lại, mím môi cảm thụ được trong miệng lưu lại dư vị hồng tử. Tiểu tử kia lá gan không nhỏ, cũng dám ăn đậu hũ của tỷ tỷ ta. Lạp Lan Yên Nhiên vừa đi, Nhã Phi đã dựng thẳng mày liễu quay về Tiêu Viêm oán trách rồi nói. Ánh mắt trên gương mặt Nhã Phi đảo qua, cuối cùng cũng dừng lại ở đôi môi đỏ mọng mê người. Nhớ tới lúc trước hai người cùng uống một chén rượu, Tiêu Viêm khóe miệng lộ ra chút tiểu ý. Bị Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào miệng của mình, Nhã Phi thế nào cũng không biết suy nghĩ của hắn, lập tức mặt cười thoáng hiện ra nét đỏ bừng, dậm chân sẵn giọng rồi nói, ngươi còn tác quái nữa, như vậy đừng trách tỷ tỷ hồ tiền thật của ngươi. Nhìn vẻ mặt xấu hổ tức giận của nàng, Tiêu Viêm cười cười thu hồi ánh mắt. Ngươi tới nơi này làm cái gì vậy? Nhã Phi đảo mắt nhìn một vòng quanh đại sảnh, bàn tay ngọc vuốt cằm cười rồi nói, Lạp Lan lão gia tử bắt đầu khôi phục, đây chính là đại sự của Lạp Lan gia tộc, làm đồng bọn hợp tác với Lạp Lan gia tộc, chúng ta thức đặc nhĩ gia tộc tự nhiên là nhận lời mời tham dự, đương nhiên chưa bỏ chúng ta thức đặc nhĩ gia tộc, người tham gia phần lớn đều là các thế lực rất có danh tiếng trong Giả Mã Thánh Thành. Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu bĩ môi rồi nói, lạc độc còn chưa hoàn toàn khu trừ đã bắt đầu ăn mừng hay sao, không khỏi có điểm quá sớm. Nhã Phi đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm có chút kinh ngạc rồi nói, haha, đây cũng là Lạp Lan lão gia tự tin tưởng bản lãnh của ngươi. Có điều ta cũng không có nghĩ đến, người sinh nhiên thật đúng là có thể đem lạc độc từ trong cơ thể của Lạp Lan lão gia tử trục xuất. Phải biết rằng đây chính là kịch độc mà ngay cả đan vương của Hà đều đau đầu không thôi. Hiện tại đế đô rất nhiều thế lực lúc này đều lưu truyền tin tức của ngươi. Lúc đầu giới thiệu hắn đến Lạp Lan gia tộc là cũng chỉ là đánh thử xem ý niệm trong đầu, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến quá Tiêu Viêm cư nhiên thật sự có thể đem Lạp Lan lão gia tử chữa khỏi. Tiêu Viêm ánh mắt tiến vào bên trong đại môn, thản nhiên rồi nói, nếu không có bởi vì thất thuyết thanh linh tiên ta sẽ không tới lời này. Nhã Phi mỉm cười rồi nói, ngươi cũng nhìn thấy Lạp Lan Yên Nhiên. Có điều, bất quá ngươi so với trong tưởng tượng của ta chấn định hơn rất là nhiều. Nhìn thấy nàng là Nhâm Kiêu không phải là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mười ngón tay đan xen, ánh mắt nhìn chằm chằm người nọ vừa tiến vào đại sảnh. Nữ nhân quý phái đó đã trở thành tiêu điểm. Đôi mắt đen kịt lúc này có chút lãnh ý. Thở dài lắc đầu, Nhã Phi không có ở vấn đề này tiếp tục hỏi, cười rồi nói, đi thôi, vào gặp tộc trưởng chúng ta. Đối với thanh liên tuấn kiệt như ngươi có thể làm cho Hải lão kiêng kỵ, rất muốn gặp mặt đó. Ta không có hứng thú. Này này, ta nhờ mà, tiểu tử kia, tỷ tỷ giúp ngươi nhiều việc như vậy, ngươi không thể làm cho tỷ tỷ mất mặt chứ. Nhìn Tiêu Viêm chuẩn bị rời đi, Nhã Phi cánh tay nhỏ tạo thành chữ thập không ngừng lay động. Ây, ngươi đây là dẫn dụ người ta phạm tội đó, rõ ràng khí chất sinh ra vốn là đã quyến rũ, làm ra bộ dáng lữ sinh như vậy loại đánh sâu vào thị giác, nhất thời làm cho Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, phất phất tay bất đắc dĩ rồi nói, được rồi, đi gặp đi gặp. Thấy Tiêu Viêm đáp ứng, Nhã Phi trên khuôn mặt nhất thời hiện ra vẻ mừng rỡ. Trên gương mặt bộ dáng tiểu lữ sinh trong nháy mắt biến mất, sau đó xoay người, dáng vẻ yêu nhã ở trước dẫn đường. Mà nhìn làng biến hóa nhanh chóng như vậy, Tiêu Viêm cười khổ thở dài một hơi, sau đó đuổi theo. Đi vào đại môn, tiếng huyên náo bên trong làm cho Tiêu Viêm nhíu mày. Mà Nhã Phi cũng biết hắn không thích láo nhiệt, vội vàng vươn cánh tay kéo hắn, rất nhanh xuyên qua đám người. Lấy dung mạo của Nhã Phi, tự nhiên là cực kỳ dễ dàng khiến cho người khác chú mục. Lập tức từng đạo ánh mắt bắt lại đây, đến khi thấy ánh mắt nhìn thấy Nhã Phi cùng với Tiêu Viêm trong tay, đều sửng sốt. Chợt ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm tướng mạo bình thường của Tiêu Viêm. Hiện tại Nhã Phi tại Giả Mã Thánh Thành cũng có thể xem như là danh nhân, lấy tuổi như vậy liền trưởng quản tổng bộ phòng đấu giá của thước đặc nhĩ gia tộc khổng lồ. Đây chính là lần đầu xảy ra ở mấy đặc nhĩ gia tộc mà làng đem phòng đấu giá quản lý gọn gàng ngăn nắp, cũng làm cho vô số ánh mắt nhìn ngó vào ngậm miệng không nói được gì. Có điều mặc dù Nhã Phi mặt ngoài nhiệt tính, nhìn qua rất dễ dàng giao hảo, nhưng mà người quen thuộc nàng thì biết vư vật quyến rũ này đối với nam nhân lại tồn tại tính kháng cự rất là nhất định, làm bằng hữu bình thường rất là dễ dàng, có thể tưởng tượng muốn phát triển thêm một bước lại là khó khăn nặng nề. Cho nên khi mà bọn hắn nhìn thấy nam nhân tướng mạo xấu xí hiện tại cư nhiên là cùng Nhã Phi tay trong tay, ánh mắt tự nhiên là có chút kỳ dị. Đương nhiên lấy dung mạo cùng với khí chất của Nhã Phi, trong đại sảnh cũng không thiếu người ái mộ nàng, mà những người này ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm
thì tràn ngập ghen tuông cùng với phẫn nộ. Chung quanh đủ các ánh mắt vẫn chưa khiến cho Tiêu Viêm khuôn mặt có bất cứ biến sắc gì. Tùy ý Nhã Phi lôi kéo, sắc mặt bình tĩnh chống cự lại các ánh mắt nóng rực. Xuyên qua đám người, Nhã Phi đi bộ đột nhiên đình chỉ. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn qua vai của nàng đến một góc an tĩnh của bữa tiệc. Nơi đó, một vị lão nhân tóc hoa râm đang cùng với người cười nói gì đó, khuôn mặt già nua có chút nghiêm túc, giống như lộ ra chút uy nghiêm. Đó là tộc trưởng của Thước Đặc Nhĩ gia tộc chúng ta, Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Nhã Phi nhỏ giọng giới thiệu, sau đó dường như là nhận thấy được cái gì, vội vã buông tay Tiêu Viêm, vuốt mái tóc trên trán, đứng ở phía sau. Tiêu Viêm có thể phát hiện đôi tai của nàng đỏ lên rất nhiều. Tùy ý gật đầu, Tiêu Viêm đi theo Nhã Phi chậm rãi lên cầu thang, sau đó dừng lại, mà Nhã Phi thì bước nhanh tiến lên, cúi xuống bên tai người đó thấp giọng nói cái gì. Sau một lúc lâu, lão nhân mỉm cười gật đầu, ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm đứng dậy cười dài rồi nói: Nham Kiêu tiểu hữu, sớm đang nghe nói, thật cao hứng khi nhìn thấy người. Ta là tộc trưởng của Thức Đặc Nhĩ gia tộc, Thức Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Tiểu tử vô danh, có chỗ nào giá trị khiến cho Đằng Sơn tộc trưởng để ý? Tiêu Viêm khẽ cười rồi nói: Ngươi còn có thể làm cho Hải lão đối đãi như thế, tại sao Ma Đế quốc cũng không có bao nhiêu, tiểu hữu còn có thể gọi là vô danh hay sao? Thức Đặc Nhĩ Đằng Sơn cười rồi nói. Tiêu Viêm cười mà không nói, trong lòng lại nghĩ, xem ra Hải Bảo Đông cùng với Thức Đặc Nhĩ gia tộc quan hệ thật đúng là không bình thường. Chẳng lẽ lão gia hỏa kia cũng là người của Thức Đặc Nhĩ gia tộc hay sao? Ha ha, Nham Kiêu tiểu hữu, mời ngồi. Cười chỉ vị trí ở một bên, Thức Đặc Nhĩ Đằng Sơn sau một lát nhìn Tiêu Viêm ngồi xuống, cười rồi nói: Nham Kiêu tiểu hữu, lần này luyện dược sư công hội kiểm tra thành tích thật là không tồi, chúc mừng. Ây, luyện dược sư công hội không biết có phải cố ý tiết lộ ra tin tức hay không, như thế nào tất cả mọi người đều biết. Nghe Thức Đặc Nhĩ Đằng Sơn nói, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa dối trá khách khí một phen. Nham Kiêu tiểu hữu, đoạn thời gian này tại Giả Mã Thánh Thành, nếu có cái gì cần hỗ trợ, có thể trực tiếp đi tìm Nhã Phi, dù sao ngươi cùng nàng cũng là người quen cũ. Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn híp mắt rồi nói, trong ngôn ngữ có vẻ đem Tiêu Viêm cùng với Nhã Phi quan hệ nói ra có chút mập mờ. Nghe vậy, Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn Nhã Phi đang yêu nhã thưởng thức hồng tiểu, nàng có lẽ cũng là đã nghe qua ý tứ trong lời của Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn, khuôn mặt cười quyến rũ, lúc này dưới hồng tiểu chiếu xạ lên càng thêm hồng nhuận mê người. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Viêm cười phụ họa hai tiếng. Trải qua lần trước Hải Âu Đông nhắc nhở, Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn hiện tại là muốn dùng tất cả biện pháp để lôi kéo quan hệ với Tiêu Viêm. Thần sắc nghiêm khắc ngày thường đã bị hắn rút đi, thay thế bằng một nụ cười cực kỳ ôn hòa. Bộ dáng ôn hòa như vậy làm cho phụ cận cùng với những người biết rõ Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn đều cảm thấy kinh ngạc. Trong lòng âm thầm phỏng đoán thân phận của Tiêu Viêm, làm tộc trưởng, Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn tự nhiên là rất dẻo miệng. Hơn nữa bữa tiệc lúc này còn có Nhã Phi thỉnh thoảng mỉm cười nói chen vào, bầu không khí nơi này nhìn qua giống như là cực kỳ hòa hợp. Một góc khách của đại sảnh, Lạp Đan Kiệt cũng lùi tới cùng với khách nhân cười nói, ngẫu nhiên ánh mắt phát động, đột nhiên dừng phương hướng chỗ Tiêu Viêm ba người, nhìn ba người nọ bộ dáng chuyện trò vui vẻ náo nhiệt, khẽ cau mày, cười đem khách nhân trước mặt cáo biệt, sau đó lùi ra phía sau vài bước, đi tới bên cạnh Lạp Lan Túc cùng với Lạp Lan Yên Nhiên. Yên Nhiên, Nham Kiêu tiểu hữu cùng với Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn rất là quen thuộc, Lạp Lan Kiệt thấp giọng dò hỏi. Lạp Lan Yên Nhiên đôi mắt sáng lưu chuyển, liếc mắt một cái nhìn chỗ Tiêu Viêm, nhấp một ngụm hồng tiểu trong tay, lắc đầu rồi nói, còn nghĩ hẳn không phải là cùng Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn quen biết, mà là quen Nhã Phi, ngay chẳng lẽ quên. Lúc đầu Nham Kiêu là do Nhã Phi giới thiệu lại đây hay sao? Sao? Nhíu mày, Lạp Lan Kiệt thấp giọng mắng. Đằng Sơn lão gia hỏa kia dĩ nhiên là sử dụng mỹ nhân kế, thật đúng là vô sỉ. Ây, lấy Nham Kiêu tiềm lực, ngày sau tiền đồ khó có thể hạn lượng. Người tài giỏi như thế nếu là bị Thước Đặc Nhĩ gia tộc lôi kéo, như vậy thật sự là khiến người ta đau lòng. Lạp Lan Túc vui đùa rồi nói, ha ha, bọn họ sử dụng mỹ nhân kế, chúng ta nơi này cũng không phải là có đại mỹ nhân hay sao? Phụ thân, người đã bậy cái gì vậy? Hung hăng liếc mắt Lạp Lan Túc một cái, Lạp Lan Yên Nhiên sẵn giọng, thích, nhà đầu kia hay là thôi đi, mấy ngày nay gặp mặt, người ta Nham Kiêu căn bản là cấp cho người một lửa điểm hòa nhã cũng không có, có chẳng lẽ lại phải tự thân áp lại hắn hay sao? Lạp Lan Kiệt bĩu môi, khẽ nói, người già mà không lên lết, còn dám nói hiu nói vượn, đừng trách con không khách khí. Lạp Lan Kiệt lời này lập tức làm cho Lạp Lan Yên Nhiên mỉm cười có chút mất tự nhiên, thẹn quá hóa giận, mày liễu dựng lên, ngọc thủ dơ, giống như là rất muốn đem bộ râu mép thật dài của hắn nhổ sạch. Khụ, một bên Lạp Lan Túc hò khan một tiếng, nhắc nhở hai người chú ý hoàn cảnh. Đợi sau khi hai người ăn tĩnh lại, hắn đột nhiên nói, có điều Nhã Phi cô gái nhỏ mấy năm nay cũng càng ngày càng xinh đẹp, thủ đoạn giao tiếp ngay cả thế hệ trước như là chúng ta cũng phải tán phục, điểm ấy Yên Nhiên không thể bì kịp. Chuyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi, cái nó thế nào? Nếu như mà thay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Cũng như là nếu như em thấy quảng cáo thì đừng quên kích vào để ủng hộ cho mình những gói mì tôm hảo hảo thơm ngon bổ dưỡng.
Và các bạn cũng đừng quên đón chờ trận chiếu đấu phá thương khung phần 4 tập 39 sẽ được phát sóng trực tiếp ở kênh channel NTG, NTG Reaction. Cuối cùng thì mình NTG xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.